Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, đây là chương trình y tế cộng đồng của đài Little Saigon TV. Chương trình này chương trình trực tiếp phát hình mỗi thứ hai từ 7 giờ tới 8 giờ. Chương trình có 4 phần. Chính giữa mỗi phần mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bữa nay tôi có bác sĩ Derek Phan. Kính chào bác sĩ Derek Phan. Kính chào quý vị. Kính chào bác sĩ Dylan. Bác sĩ Derek Phan là bác sĩ chuyên khoa về gia đình. Nội khoa Internal Medicine. Bác sĩ Derek lên TV với tôi rất nhiều. Một lần nữa, nếu quý vị có muốn đặt câu hỏi tổng quát về y khoa, nội khoa, sản phụ khoa thì quý vị gọi vô 714-893-3264 một lần nữa. Quý vị có muốn đặt câu hỏi, xin quý vị gọi vô 714-893-3264. Nếu quý vị gọi vô mà bị kẹt telephone, một lần nữa, nếu quý vị gọi vô, xin quý vị tắt cái TV và nói chuyện với tôi, với bác sĩ Derek qua cái telephone ha. Tại nếu mình dùng cái TV đằng mà nói chuyện đó thì nó sẽ có cái echo. Một lần nữa, 714-893-3264. Nếu quý vị gọi vô mà bị kẹt telephone, xin quý vị email tôi hay bác sĩ Toản ở ytelstv@gmail.com. Một lần nữa, nếu quý vị gọi vô mà bị kẹt telephone, xin quý vị gọi email cho tôi hay bác sĩ Trần Quốc Toản, ytelstv@gmail.com. Hay quý vị có thể gửi thư 9191 Bolsa Avenue số 215 Westminster 92683. Một lần nữa, email ytelstv@gmail.com hay là gửi thư 9191 Bolsa Avenue số 215 92683. Lúc mình đang chờ cho quý vị gọi vô thì mình sẽ trả lời mấy câu hỏi mà có email cho tôi với bác sĩ Toản đó. Thì cái đề tài mà mình họ gửi email nhiều nhất là số nhất là về cái con coronavirus COVID-19. Có rất nhiều người hỏi đó là thường thường đó cái con siêu vi trùng coronavirus mà mình ho ra đó, có người gọi vô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Xin chào bác sĩ, bác sĩ có thể cho câu hỏi không ạ? Được, anh có hỏi đi. Tôi có một cái thắc mắc là cái bệnh corona á, vâng, virus á, mà cái người hút thuốc á, mà mình đứng bị hít cái khói nó có bị lây không ạ? Cái người đó mà nếu mà bị bệnh á mà họ hút thuốc á, rồi mình đứng trên mình có bị lây không nha? Con vi trùng nó có đi theo cái khói thuốc nó vào không ạ? Dạ, cái câu hỏi của chú rất là hay. Cái giống như mà bác sĩ Dylan đang nói là cái thường thường cái con vi trùng này là từ cái respiratory droplet, là nếu mình ho thì trong nước miếng mình nó có mấy cái con vi trùng này. Còn hút thuốc lá đó thì mấy cái con vi trùng nó không có ra từ thuốc lá, nhưng mà mình hút thuốc lá nó giảm cái cơ thể mình, nó làm mình dễ bị bệnh hơn. Bây giờ mấy bệnh nhân ở ngoài đó không muốn bị bệnh nên bỏ thuốc lá đi, đừng có uống rượu nhiều quá. Uống rượu cũng lắm 1-2 ly hay 1-2 chai bia hay 1-2 ly rượu một ngày thôi, chứ đừng uống nhiều quá. Cái đó nó cũng giảm cái cơ thể của mình. Cái thứ ba nữa là cần ngủ đủ. Nếu mà mình ngủ không đủ á thì cái người mình cái kháng thể để bảo vệ mình nó chống cái virus nó giảm xuống nhiều. Yeah, cái thứ tư nữa là đừng có lo lắng nhiều quá stress, chronic stress nó cũng giảm cái immune system của mình, thì mấy cái đó nên làm. Để tôi tiếp lời bác sĩ Derek, tôi nói thêm đó là cái khói mà họ từ cái thuốc lá đó thì nó không có lây được, nhưng mà nếu cái người đó họ hút thuốc lá vô xong họ thổi cái hơi ra đó, mà anh hửi cái hơi đó thì anh có thể lây được, là tại cái vi trùng nó có thể từ trong phổi nó chạy ra, nó qua nó dùng cái khói đó, nó qua cái khói đó. Thì nếu mà mình đứng kế bên một người mà hút thuốc lá đó, mà họ thổi cái khói ra đó, mình hít cái khói nó vô đó thì có thể bị lây được. Dạ, đó là tôi đang sợ cái vụ đó là bị cái nhiều khi mình bị đứng gần mấy cái người hút thuốc lá đó. Đúng rồi. Nó bị bệnh đó, thành ra nó đừng có đi mấy cái chỗ mà họ hút thuốc lá nhiều. Dạ. Dạ.
Dạ. Hỏi cái... để cho bác sĩ dẫn dắt cho tôi biết để tôi tránh mấy ông thầy của tôi. Dạ, tránh mấy cái người mà họ hút thuốc lá mà họ thổi khói ra đó, để tránh mấy người đó ha. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn bác sĩ ha. Dạ không có gì. Dạ chào anh. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, em chào hai vị bác sĩ. Dạ, chào. Thưa bác sĩ, em 47 tuổi. Em xin có câu hỏi là em bị allergy da thời tiết đó bác sĩ. Hãy nóng sang lạnh, lạnh sang nóng là nó chảy mũi mà chảy lỏng mà nó chảy liên tục trong vòng 1 phút rồi nó đã chảy ra nữa rồi. Thành ra em bác sĩ gia đình của em có cho cái thuốc ban ngày uống để không buồn ngủ thì loratadine đó bác sĩ. Còn nhiều khi em uống vô á, cái thuốc nó là 24 tiếng đồng hồ mới uống được một lần, nhưng mà uống nó cần trô cái sổ mũi đó được chừng 3-4 tiếng là sau 3-4 tiếng là nó chảy trở lại nữa đó thưa hai bác sĩ. Thì sau đó thì em quay lại bác sĩ gia đình thì cho em thêm cái thuốc xịt mũi đó bác sĩ. Thì em có xịt cái thuốc nó vô thì nó 30 phút sau nó ngưng chảy mũi, nhưng mà em thắc mắc là 2-3 ngày sau á em cũng còn allergy nhưng mà nó không có chảy lỏng mà là nó giống như nó lỏng lỏng lại chút đó bác sĩ. Mà em khi em hỉ ra nắp kinh á em thấy nó có cái chất đục mà giống như đục của sữa mà mình để trong tủ lạnh lâu ngày, cái nó lấm xuống ở dưới bác sĩ, nó đặc cái sự không phải là nó đặc mà nó loãng loãng đó bác sĩ, mà nó đục trắng trắng đục đó bác sĩ. Thưa hai vị bác sĩ, như vậy cái đó là bị nhiễm trùng hay bị mủ, nhưng thưa hai bác sĩ có thể cho em biết. Mà em để ý hai ngày nay thì nó hết rồi, nó châm gieo lại, nó chỉ bị có hai ngày trước đó thôi. Hai ngày nay thì nó cũng lỏng lỏng đặc đặc vậy thôi chứ không phải là quá lỏng, nhưng mà nó châm gieo lại. Thì thưa bác sĩ, như vậy em có nên đi bác sĩ gia đình để chụp mũi không thưa hai bác sĩ? Cái này một là cái cô xài cái thuốc bơm không có đúng lắm, tại cái thuốc bơm á là thuốc phòng hờ, cô phải xài đều đặn. Rồi cái thuốc đó thì ra nó không có hiệu nghiệm liền đâu, 30 phút sau nó không có hiệu nghiệm liền. Là cái mấy anh cái thuốc là cái thuốc steroid, intranasal steroid chích bơm vô á là thường thường dùng để phòng hờ, rồi các 5 đến 7 ngày sau mới có hiệu nghiệm. Thì cái thứ hai nữa là cô không có bị viêm mũi, tại viêm mũi á phải có nóng sốt. Với viêm mũi thường thường cái nước mũi nó ra nó không có màu trắng hay nó không có trong đâu, nó sẽ màu vàng hay màu xanh hay gì á. Thì mấy cái đó là thường thường là bị viêm mũi, là cái triệu chứng nóng sốt là một, với lại cái nó ra không có ra màu trắng hay trong, nó mà nó ra màu vàng hay màu xanh. Dạ. Thưa, vậy thì em không sao hả bác sĩ, không cần đi bác sĩ gia đình lại để coi cái vụ nước mũi mà đục vậy đó bác sĩ, không cần hả bác sĩ? Dạ không đục. Dạ. Dạ, tôi đồng ý với bác sĩ Derek đó, tôi đồng ý với bác sĩ Derek là tôi nghĩ nếu mà bị viêm mũi mà bị nhiễm trùng đó, thường thường đó mình hỉ nó sẽ ra màu xanh hay màu vàng mà nó sẽ đau lắm. Nó đau mà nó mình bị sốt nữa. Thành ra tôi nghĩ nếu mà mình hỉ ra mà không có thấy, chỉ có thấy màu trắng đó thì tôi nghĩ là allergy không sao. Nhưng mà mấy ngày kế đó mà cô thấy mà bắt đầu nóng sốt hay cô thấy mà mình hỉ ra màu vàng hay màu xanh đó thì cô nên đi bác sĩ gia đình, có thể là mình cho trụ sinh. Nhưng mà nếu mà mình bị allergy, có rất nhiều người họ bị allergy nặng đó, thì lâu lâu họ hỉ ra nó cũng có màu trắng giống như là cái sữa lạc vậy đó, không sao cô. Thưa bác sĩ, em xin có câu hỏi này nè đưa bác sĩ. Được, cô hỏi đi cô. Alo. Dạ, cô có hỏi đi cô. Thưa bác sĩ, thí dụ trường hợp như ông xã em ảnh bị allergy mũi, chảy mũi nhưng mà ảnh không có thuốc của ảnh sẵn, thì ảnh lấy cái thuốc, ảnh chỉ bị allergy mũi chứ với lại bị đau cổ họng chứ không phải là ho. Mà nếu mà ảnh ở nhà có cái thuốc mà ảnh mua ở pharmacy counter đó, là trong đó cái chai thuốc có liquid nó để là trị allergy, rồi trị đau cổ họng, trị sốt luôn. Nhưng mà nếu ảnh lấy cái thuốc đó mà nó có thêm phần sốt mà ảnh không có bị sốt, như vậy nếu mà ảnh uống có bị hạ sốt, giống như cái cơn sốt nó không phải giống như cái độ trong cơ thể của ảnh á, nó hạ thấp quá nó nguy hiểm cho cơ thể không? Tại vì ảnh đâu có bị sốt đâu, ảnh rất là no mồi, chỉ mỏi có là chảy mũi nhiều, lỏng luôn, rồi đau cổ họng vậy thôi chứ không có ho đó bác sĩ. Thì xin bác sĩ hướng dẫn giùm có nên uống cái thuốc mà nó có thêm cái công dụng là trị sốt nhưng mà ảnh không bị sốt. Dạ. Mình uống nó không sao, nó không bao giờ hạ cái nhiệt độ tới cái chỗ nguy hiểm, nhưng mà
nếu mình không cần uống, không nên uống, thì uống, nếu mà sổ mũi thì uống số, thuốc sổ mũi thôi ha. Chứ, nhưng mà uống cái thuốc mà làm giảm nhiệt độ không sao hết cô. Dạ. Ờ dạ bác sĩ, dạ em cảm ơn hai vị bác sĩ ạ. Dạ. 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 Bây giờ mình dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.